Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. UAV tự sát của Nga bắn cháy kho đạn dược của Ukraine. Nga lần đầu bắn hạ hai tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất. Ông Zelensky cảnh báo đáp trả nếu Nga phát động chiến dịch dội bom mùa đông. Nga tuyên bố sở hữu hệ thống phòng không bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày. Lá bài mặc cả của Ukraine trước nguy cơ cuộc phản công bị đóng băng. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về cuộc tập trận nhằm thể hiện khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa quy mô lớn bằng đường bộ, đường biển và đường không. Điện Kremlin hôm 25 tháng 10 cho biết, cuộc thử nghiệm có sự tham gia của cả ba thành phần của bộ ba hạt nhân, tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cuộc thử nghiệm tập trung vào việc mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn của các lực lượng tấn công chiến lược Nga để đáp trả cuộc tấn công hạt nhân của đối phương. Điện Kremlin cho biết thêm, cuộc thử nghiệm cũng đánh giá khả năng sẵn sàng của lãnh đạo quân đội trong việc chỉ huy các lực lượng hạt nhân chiến lược, nhấn mạnh tất cả các lực lượng liên quan đều tuân theo nguyên tắc và đạt được mục tiêu đề ra. Cuộc tập trận bao gồm việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa JAS tối tân của Nga từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc nước này. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu tại bãi thử tên lửa Kura trên bán đảo Kamchatka ở vùng viễn đông của Nga, cách bãi phóng hơn 5.700 km. Tuyên bố của Điện Kremlin cho hay, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Tula của Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Sineva từ biển Barents. Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-95 cũng phóng một số tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc thử nghiệm diễn ra dưới sự giám sát của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin giám sát cuộc diễn tập từ Trung tâm Tình huống của Điện Kremlin và nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cũng như Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Cuộc diễn tập của bộ ba răn đe hạt nhân Nga diễn ra trong bối cảnh Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã hoàn tất việc thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, một hiệp ước đa phương ngăn cấm hoạt động thử nghiệm những vụ nổ hạt nhân. Theo một nguồn tin, Nga đã công bố video cho thấy các lực lượng vũ trang của nước này đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử tấn công và phá hủy một kho đạn dược của quân đội Ukraine. Video ghi nhận khoảnh khắc chiếc UAV nhỏ có giá thành chưa đến 100.000 rúp lao thẳng vào nhà kho và gây ra vụ nổ mạnh, biến tòa nhà chứa đầy đạn dược thành một đống đổ nát. Nhiều đám khói đen bốc lên nghi ngút sau vụ tấn công. Nga được cho là đã có những bước tiến trong việc chế tạo máy bay không người lái. Các UAV của nước này ngày càng được trang bị hiện đại hơn với những tính năng dẫn đường mục tiêu được cải tiến, trở thành vũ khí lợi hại mà Moscow tin dùng. Các dữ liệu sơ bộ cho thấy, nhà kho này là nơi cất giữ mìn cối và tên lửa chống tăng ATGM của Ukraine. Vẫn chưa rõ khối lượng vũ khí chính xác bị phá hủy. Cùng ngày, Nga cho biết các đơn vị trinh sát thuộc lực lượng đổ bộ đường không của nước này đã tấn công và chặn đứng một đoàn xe quân sự của Ukraine tại Vebove. Đoàn xe này gồm 2 xe tăng và 1 xe bọc thép. Sau khi nhận được thông tin về tọa độ mục tiêu, các đơn vị trinh sát của Nga ngay lập tức tiến hành cuộc tấn công. Họ sử dụng tên lửa chống tăng bắn hạ một xe tăng của đối phương, buộc chiếc xe tăng còn lại và xe bọc thép phải rút lui nhanh chóng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 2 tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ sản xuất, một tên lửa đất đối không S-200 được chuyển đổi để tấn công các mục tiêu mặt đất, 2 tên lửa tác chiến điện tử HARM và 2 tên lửa phóng loạt HIMARS. Trước đó, Mỹ thông báo chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine có tầm bắn lên tới 150 km. Ngoại trưởng Ukraine cho biết Kiev sẽ thường xuyên nhận được tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp. Kiev từng nhiều lần yêu cầu Mỹ viện trợ hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS, nhấn mạnh loại vũ khí này có thể thay đổi tiến trình cuộc xung đột hiện nay với Nga. Các quan chức Mỹ ban đầu từ chối yêu cầu này vì lo ngại Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại rằng điều đó có thể làm leo thang căng thẳng, đẩy Mỹ can dự sâu vào xung đột. Mỹ gửi hơn 40 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm ngoái. Kho vũ khí do Mỹ cung cấp đã mở rộng về quy mô và phạm vi theo thời gian. Từ vũ khí hạng nhẹ và tên lửa chống tăng cho đến xe tăng chiến đấu Abrams tiên tiến, dự kiến sẽ được giao vào mùa thu này. ATACMS có nhiều phiên bản khác nhau với tầm bắn từ 160 km đến 350 km.
phiên bản ATACMS mà Mỹ chuyển cho Ukraine có tầm bắn khoảng 160 km, xa hơn gấp đôi so với số vũ khí mà Mỹ gửi trước đó. Chính quyền Mỹ từng lưỡng lự khi viện trợ ATACMS cho Ukraine do lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột. Các quan chức Nga chỉ trích gay gắt động thái của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Moscow có các phương tiện để đánh chặn ATACMS và việc chuyển giao này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của các hoạt động quân sự đặc biệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi động thái của Mỹ là sai lầm, sẽ tạo thêm mối đe dọa. Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ đẩy lùi ATACMS và các loại vũ khí này sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Ukraine đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Ukraine đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và Scrap từ Anh và Pháp, vốn được sử dụng để tấn công các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass. Và bán đảo Crimea. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tấn công đáp trả Nga nếu Moscow tiến hành chiến dịch trên không nhằm tê liệt lưới điện nước này. Ukraine lo ngại Nga có kế hoạch ném bom cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của nước này. Hàng triệu người Ukraine phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng vào mùa đông năm ngoái khi Nga tấn công các cơ sở điện bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu của Ukraine bằng cách sử dụng máy bay ném bom chiến lược và tàu chiến vào mùa đông năm ngoái. Thời điểm đó, Kiev chưa có tên lửa tầm xa để đáp trả. Tuy nhiên, Ukraine đã tăng cường khả năng tấn công tầm xa của nước này bằng cách đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái, đồng thời tiếp nhận các vũ khí của phương Tây như hệ thống tên lửa hành trình Storm Shadow và hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công trong những tháng gần đây trên bán đảo Crimea. Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái chứa đầy chất nổ để tấn công các tàu hải quân Nga trên biển. Các quan chức Nga cũng cáo buộc Ukraine trong tháng qua tấn công một trạm biến áp điện và cơ sở hạ tầng năng lượng, gây tình trạng cắt điện ở các khu vực phía tây nước Nga giáp Ukraine. Tuần trước, Ukraine cho biết lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, gây thiệt hại nặng nề cho hai sân bay ở khu vực do Nga kiểm soát. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tung các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đã có tổ hợp phòng không có khả năng bắn rơi 24 máy bay quân sự Ukraine trong 5 ngày. Bộ trưởng Shoigu đánh giá cao hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga, đồng thời nhấn mạnh con số thiệt hại nói trên cho thấy Ukraine đang mất dần cơ hội để phản công. Ông Shoigu không nêu cụ thể là chắn phòng không nào, cũng như các tính năng liên quan đã giúp nó bắn rơi máy bay Ukraine. Trước đó, Nga từng tuyên bố đã bắn rơi số lượng lớn tiêm kích MiG-29 của Ukraine. Ukraine hiện chưa bình luận về các tuyên bố của Nga. Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2, 2022, Ukraine có khoảng 125 máy bay quân sự từ thời Liên Xô, gồm 50 chiếc MiG-29, 30 chiếc Su-25 và hàng chục chiếc Su-27 và Su-24. Sau một năm rưỡi kể từ khi xung đột bùng phát, Forbes thống kê Ukraine mất khoảng 69 máy bay chiến đấu, chủ yếu do bị trúng tên lửa phòng không của Nga. Tuy nhiên, Ukraine cũng đã cố gắng duy trì sức mạnh không quân trên tiền tuyến khi được các nước NATO viện trợ thêm máy bay từ thời Liên Xô như Su-25 và MiG-29. Kiev dự kiến sẽ nhận thêm một số tiêm kích MiG-29 từ Slovakia và Ba Lan, các cựu thành viên Hiệp ước Warsaw. Hai nước này đang mua thêm các tiêm kích đời mới của NATO để thay thế dần các máy bay có từ những năm 1970. Dù nỗ lực đẩy lùi Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ, quân đội Ukraine vẫn đạt được rất ít bước tiến trong suốt 4 tháng qua. Giới phân tích lo ngại, cuộc phản công của Kiev có nguy cơ bị đóng băng khi mùa đông đến gần. Các cơn mưa mùa thu và cái giá lạnh của mùa đông sẽ làm thay đổi mọi thứ. Điều này sẽ quyết định sự thành bại của các bên. Và bên chiến thắng sẽ là bên có thể thích nghi với các điều kiện mới. Thiếu tá Viktor Chegubov của quân đội Ukraine hiện đang chiến đấu tại khu vực Donetsk ở miền đông nước này cho biết. Cuộc phản công của Ukraine diễn ra từ mùa hè năm nay luôn được coi là cuộc chạy đua với thời gian. Cuộc phản công này đã bị trì hoãn nhiều lần do sự chậm trễ cung cấp vũ khí của phương Tây. Hiện giờ Ukraine vẫn phải gồng mình chiến đấu với các lực lượng Nga ở nhiều khu vực, tìm cách xuyên phá hệ thống phòng thủ kiên cố của đối phương
dọc theo mặt trận phía Nam và phía Đông. Dù nỗ lực đẩy lùi Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ, quân đội Ukraine chỉ giành lại được một số thị trấn và làng mạc, ít hơn so với những gì mà giới lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây kỳ vọng. Trong bối cảnh điều kiện thời tiết đang dần thay đổi, giới phân tích cho rằng, ngay cả khi tiếp nhận thêm các khí tài quân sự tiên tiến mà Mỹ cam kết cung cấp cho họ trong tuần này, Ukraine vẫn rất khó vượt qua được những thách thức lớn trên chiến trường. Nga hiện đang kiểm soát 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine, trong đó có các khu vực Lugansk và Donetsk ở phía đông, Zaporizhia ở phía nam, một phần của vùng Kherson lân cận và bán đảo Crimea. Andriy Tusa, cố vấn khu vực Trung và Đông Âu tại công ty tư vấn rủi ro Tenel cho biết rằng, đến thời điểm hiện tại, cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa hoàn thành các mục tiêu quân sự, chính trị như mong đợi và triển vọng đạt được bước đột phá lớn có vẻ rất hạn chế. Mặc dù gây ra khá nhiều thiệt hại cho các lực lượng vũ trang Nga, cuộc phản công kéo dài 4 tháng rưỡi của Ukraine vẫn không giành được những lợi ích lớn về mặt lãnh thổ, đặc biệt là chưa thể cắt đứt hành lang đất liền của Nga tới Crimea. Ông Andriy Tusa nhấn mạnh, cánh cửa cơ hội đối với Ukraine đang thu hẹp dần khi thời tiết thay đổi và cơn ác mộng bùn lầy, còn được gọi là Rasputitsa trong tiếng Nga, đến gần. Những bước tiến hạn chế của Ukraine suốt 4 tháng qua đã làm mất hy vọng về một thắng lợi lớn trong thời gian tới, đặc biệt khi thời tiết chuyển sang thu khiến cho việc di chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, Nga đang tăng cường gây sức ép ở nhiều khu vực trên tiền tuyến. Ông Tusa lưu ý. Những con đường ngập trong bùn đất và các cánh đồng lầy lội sẽ ngăn chặn hoạt động tấn công trong nhiều tuần. Nhiều người từng hy vọng Ukraine sẽ xuyên thủng được các tuyến phòng thủ của Nga và giành thắng lợi nhanh chóng, nhưng họ chắc chắn không đủ thời gian để làm điều này. Ông Michael Clark, chuyên gia quân sự từng là Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về Quốc phòng An ninh, Russia, có trụ sở ở London, nhận định. Tuy vậy, Ukraine vẫn có một số đòn bẩy. Các lực lượng nước này đã giành được nhiều bước tiến xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine và bờ đông sông Dnipro. Họ cũng chọc thủng được tuyến phòng thủ Nga ở gần làng Robotin ở vùng Zaporizhia và đang tìm cách tiến về phía nam tới Tokmak. Nếu tiếp cận được Tokmak, nơi đóng vai trò là trung tâm vận tải hậu cần của Nga, vốn được phòng thủ khá nghiêm ngặt, các lực lượng Ukraine sẽ có cơ hội cắt đứt tuyến đường tiếp tế tới Melitopol và Crimea do Nga kiểm soát. Chuyên gia Clark cho rằng, khu vực có thể tạo ra sự khác biệt mang tính chiến lược nhất chính là trục Orykhiv-Tokmak. Orykhiv nằm ở phía bắc làng Robotin, một điểm nóng giao tranh, còn Tokmak nằm ở phía nam ngôi làng. Trong trường hợp Ukraine giành được Tokmak, họ có thể đưa lực lượng pháo binh và tên lửa tiến tới một khoảng cách gần hơn để có thể tấn công Crimea. Ở cuối giai đoạn phản công, nếu Ukraine có thể biến Crimea trở thành một khu vực nguy hiểm đối với các lực lượng Nga, khiến đối phương cảm thấy không an toàn khi sử dụng nơi đây làm căn cứ quân sự lớn, thì đó sẽ là lá bài thương lượng chính trị lớn cho bất cứ cuộc đàm phán nào mà hai bên có thể tiến hành trong năm 2024. Ông Clark nhấn mạnh, vấn đề đối với Ukraine là điều đó dường như không đủ để thỏa mãn kỳ vọng của phương Tây. Nhiều nước châu Âu đang bắt đầu mệt mỏi với việc đáp ứng nhu cầu quân sự và tài chính của Ukraine. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas bùng nổ ở Trung Đông. Các nhà phân tích cho rằng quân đội Nga vẫn có lợi thế nhất định trong cuộc xung đột do họ chủ yếu ở thế phòng thủ thay vì tấn công. Nga có nhiều tháng để xây dựng tuyến phòng thủ nhiều lớp gồm mạng lưới chiến hào rộng lớn, chướng ngại vật chống tăng như răng rồng, dây thép gai và các bãi mìn. Ngoài ra, Nga cũng triển khai pháo binh, trực thăng và nhiều máy bay chiến đấu yểm trợ các lực lượng trên mặt đất, gây khó khăn cho hoạt động tiến công của đối phương. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết, các bãi mìn đã làm gián đoạn đà tấn công của Ukraine.
ở giai đoạn cao trào của cuộc phản công. Từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8, Ukraine chỉ tiến được trung bình 90m mỗi ngày tại mặt trận phía Nam. Các nhà phân tích Seth Jones, Riley Markev và Alexander Palmer của CSIS cho rằng Ukraine vẫn giữ thế chủ động, nhưng tốc độ tiến quân tương đối chậm chạp và một số bước lùi mà nước này chấp nhận thực hiện để bảo toàn nhân sự, trang thiết bị cho thấy hệ thống phòng thủ của Nga có những lợi thế đáng kể. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.